Trong khi xạ thủ vốn nổi tiếng trong lối đánh hit and run thì pháp sư lệ thuộc nhiều vào bộ kỹ năng và khả năng nhận định tình huống để tung chiêu hợp lý nhằm tạo ra bước ngoặt của trận đấu, thì đấu sĩ là một khái niệm dũng mãnh và không dành cho những người hèn nhát. Chắc các bạn vẫn còn nhớ bố lùng với những pha bật avatar lao lên và đánh như thể không còn có ngày mai. Có thể đó là những hoài niệm khó có thể phai mờ, nhưng lại là cảm hứng để thương viết lên câu chuyện của hiện tại. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin ngày hôm nay, Người Nguyên Thủy. Heyon và các đồng dâm mà chúng ta đã gặp lại. Đầu tiên thì Thương cảm ơn các bạn rất là nhiều về những cái quan tâm của các bạn dành cho những cái video mà Thương post trên fanpage của game Hành Trình Bất Tận. Cảm ơn bạn Hiếu Ngô với nickname là Hốn Mặt Liều đã giúp Thương rất là nhiều về mặt chuyên môn khi mà Thương làm những cái video như thế này, cũng như là số anh em trong Vô Định Mệnh 1 số 4. Hy vọng là trong thời gian sắp tới các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Thương nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ trang bị của Người Nguyên Thủy. Các bạn có thể hiểu nôm na là Người Nguyên Thủy nó như lớp đấu sĩ vậy các bạn. Nó sẽ rất mạnh về độ chống chịu, nhưng mà sẽ thiệt về tầm đánh cũng như là tốc độ đánh so với những phái khác. Mình cứ hiểu chung chung vậy đi. Và theo mình đánh giá, đây là cái lớp nhân vật gọi là có lối chơi gọi là đa dạng và linh hoạt bậc nhất trong game tại thời điểm này. Các bạn có thể theo full tăng, semi tăng hoặc là theo thuần sát thương. Mà quan trọng là nó phải hiệu quả nữa nha. Thuần sát thương hay là semi tăng thì mình không nói làm gì, nhưng mà full tăng, full chống chịu á, thì thật ra mà nói phái nào cũng đi như vậy được. Nhưng mà quan trọng ở đây nó là độ hiệu quả. Thì rõ ràng một cái ạc đấu sĩ mà người ta đi thuần chống chịu thì phải hiệu quả hơn so với một cái ạc pháp sư hay là xạ thủ đi thuần chống chịu chứ. Kẻ săn ma vẫn là lớp nhân vật được lựa chọn chơi nhiều nhất, nhưng mà mình thấy bây giờ bá nhất là phải nói múa rìu. Mỗi người một giấc mơ, mỗi người một cách nhìn đó các bạn, nên là mình xin phép không phân tích về vấn đề này. Nhưng mà những người mà cày chay đi, những người mà ít nạp đi, thì các bạn khi mà các bạn cầm ạc múa rìu, các bạn lên full tăng, các bạn đi đấu trường cho hai ông sao xả đam, thì nó vẫn có một cái hiệu quả nhất định. Mình thấy hơi bị tốt luôn á, nghĩa là nó cho mình đa dạng thật sự rất là ok luôn. Các bạn nào mà ít nạp hay là cày chay á, thì các bạn lưu ý cái lớp nhân vật này nha. Mình thấy là nó rất là đáng chơi á. Tiện thể thì Thương cũng giới thiệu sơ qua về thiên phú của cái lớp nhân vật này để các bạn tiện theo dõi nha. Đây là bản can đảm, nó sẽ hướng phòng thủ. Còn đây là cuồng bạo, nó sẽ hướng tấn công. Thì mình ví dụ đi, khi mà các bạn bui full tăng, mình gọi là full tăng nha, full chống chịu á, thì tất nhiên là mình sẽ nên dùng bản can đảm cho nó phù hợp rồi. Gọi là full tăng mà. Ok, cũng như là thẻ thiên sứ cũng vậy. Thì các bạn đi hướng nào thì các bạn dùng cái thẻ thiên sứ cho nó phù hợp. Vì đây là cái clip làm về bộ trang bị, nên là mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua những vấn đề liên quan. Tại vì nó có mắc xích đến nhau nhiều lắm các bạn, không giới thiệu thì nó sẽ bị sót á. Ok, giới thiệu sơ qua. Người Nguyên Thủy thì các bạn có thể chơi rìu hoặc là búa. Rìu thì có rìu sét, búa thì có búa lửa và búa băng. Cái búa này nó y hệt bên nỏ, bên kẻ săn ma, các bạn có nỏ độc và nỏ lửa dạng vậy. Ok, thì sau khi các bạn xác định cái vũ khí rồi, thì các bạn nên hướng cho mình một cặp nhẫn và dây chuyền vinh dự. Nó sẽ có ác mộng nè, tụ năng bạo phát nè, tất nhiên phong trì chú đóng thì cũng không thể thiếu rồi. Cái bộ phong trì chú đóng này thì mình đã nói rất là nhiều rồi các bạn. Khi mà mang nó rồi thì các bạn chỉ được mang đồ truyền thuyết ở những món còn lại, kể cả trang bị thám hiểm lẫn sinh tồn. Nên mình sẽ không cần phải nói lại cái set này quá nhiều. Nên là bạn nào mà chơi tụ năng bạo phát hoặc là ác mộng thì sau này các bạn mình có trúng số kiểu mình giàu bất chợt vậy mà có muốn lên full vinh dự thì vẫn được. Nghĩa là cái tiềm năng mà úp nó lên á sẽ dễ hơn là phong trì chủ đóng. Úp lên full vinh dự nha các bạn, còn phong trì chủ đóng là chết luôn, không có úp lên được nha. Nó chỉ xài đồ truyền thuyết ở những món còn lại thôi. Tiếp theo thì vẫn sử dụng cái bộ ba quốc dân thôi các bạn, gồm có nón nguyệt quế nè, áo thành lũy nè, ủng khúc xạ nè. Ba cái món này thì nó quá kinh điển rồi các bạn. Còn những bạn nào full vinh dự thì là câu chuyện sau nha. Ở đây là mình chỉ nói những cái món cơ bản để các bạn tiện tiếp cận cái game ở giai đoạn đầu thôi. Trang bị sinh tồn thì mình cũng giới thiệu sơ qua, phong trì chủ đóng thì cứ full sinh tồn truyền thuyết thôi các bạn. Còn ác mộng hay là tụ năng bạo phát thì các bạn có thể xen kẽ một cái món cam vào để cho nó phong phú cái option. Đó, thường thường là cái đai nè. Đó, hoặc là cái áo choàng. Tại sao mình nói cái áo choàng? Các bạn nhìn áo choàng nè. Để mình giới thiệu một lần luôn để chút mình không cần phải quay lại nữa các bạn. Đó, phóng đao gió đó. Đây là cái áo choàng vân đen, áo choàng SS đó. Còn một cái áo choàng nữa cũng rất là ngon. Đây, cho các bạn coi. Thì áo choàng này nó cơ bản cũng giống áo choàng kia thôi, nhưng mà nó thay vì là cái sát thương này là sát thương vật lý thì nó là sát thương sấm sét. Ví dụ như các bạn xài ạc sét đi thì nó cũng ngon. Đó, thì cái áo choàng thì các bạn cũng lưu ý, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Và tiếp theo là vòng xoay trang bị. Vòng xoay trang bị binh dự thì Thương đã nói cũng rất là kỹ ở cái clip lần trước rồi, nên chúng ta sẽ chủ yếu vào cái vòng xoay trang bị truyền thuyết thôi. Mà nó sẽ khác nhau nhiều ở cái chỗ này. Và để cho gọn clip lại, thì Thương sẽ nói set BVE cho búa và rìu luôn. BVE thì chúng ta chủ yếu là chúng ta cứ mắc đam mà chúng ta quất thôi các bạn. Đó, thì những cái ạc nào mà xài ác mộng hay là tụ năng bạo phát á,
tụ năng bạo phát á, thì các bác bùi như thế này. Còn những cái món mà nó có liên quan á, ảnh hưởng tới nhiều á, thì mình cũng để kế bên luôn để các bác tiện lựa chọn. Bởi vì đồ đạc đâu phải ai cũng nhiều đâu, đâu phải ai cũng đủ đâu. Đó. Thì các bác nào mà không có cái âm dinh quang á, thì chú ý là các bác nào mà không có cái âm dinh quang á, thì các bác có thể thay bằng một cái món đam nào đó. Đó, tiếp mình ví dụ, mình ví dụ như là cái này đi. Ok, còn những bác nào mà xài phong trì chú đóng á, phong trì chú đóng á, thì do cái âm vinh quang, cái âm vinh quang á xài nó không có hiệu quả, nên các bác cũng thay âm vinh quang ra bằng một cái món khác, chứ đừng xài âm vinh quang nếu mà các bác xài phong trì chú đóng. Bây giờ mình sẽ giới thiệu hướng đi full tăng thuần chống chịu. Về cơ bản, đồ nào có chỉ số phòng ngự tốt là tán vào, là tán vào thôi các bạn. Đó, thì những cái đồ liên quan thì mình để ở kế bên. Thì các bác nào mà không có chủ rực rỡ hoặc là khiên chống nổ thì các bạn có thể thế những món khác nó phù hợp so với điều kiện của mình. Cái lối đi này mình thấy nó khá thú vị và hiệu quả các bạn. Kiểu là tao đánh chết mày thì mày cũng đừng có hy vọng gì đánh chết tao. Tất nhiên là đừng có thọt quá nha các bạn. Thọt quá thì nó quýnh một cái cũng tới não thôi, cũng chả né đi đâu được đâu. Nhưng mà hiệu quả nha. Cái lối này đi kiểu là nó hơi biến thái một xíu kiểu, nhưng mà hiệu quả lắm á. Kiểu là đi mà làm tăng cơ mà đánh ba ba thôi, mắt cứng vô đối. Set này là kiểu mình gọi là set biến thái bất tử nè. Mình ạc, mình đang xài phong trì chú đóng á, mình cứ ngồi má mình mà không dính cái nhẫn chấn phái ở đây á, là mình nói mình mà chuyển qua ạc búa á nha. Mà bùi full tăng là kiểu mà xài phong trì chú đóng là cũng hơi bị tởm á. Mình cũng muốn lắm á, nhưng mà dính cái nhẫn này cũng kém quá. Còn full sát thương á, về cơ bản là có món trang bị nào mà tăng sát thương tốt mà các bạn có thì các bạn cứ bỏ vào thôi. Nếu mà không có cái âm vinh quang này nè thì các bạn có thể thay bằng những cái món khác mà Thư đã gợi ý đó. Đối với những cái set mà xài những ác mộng tụ năng, còn những cái ạc nào mà xài phong trì chú đóng á, xài phong trì chú đóng á, là tại vì nó chỉ có hai món vinh dự thôi các bạn, thì các bạn có thể thay cái âm vinh quang này bằng một cái món khác mà các bạn có. Ví dụ như là cái nón này đi, mình ví dụ thôi các bạn đó. Nếu mà phong trì chú đóng thì các bạn đừng có xài âm vinh quang bởi vì nó không hiệu quả. Nhưng mà cái lối chơi này mình cảm giác như là mạnh thì có mạnh, nhưng mà hỏi hiệu quả không á, thì mình nói nó không hiệu quả bằng semi tăng. Bởi vì cơ bản những cái ạc người nguyên thủy á, kể cả búa hoặc rìu luôn, đa phần là phải đi tới rồi đánh. Tại nó thuần, nó hơi giống đấu sĩ mà các bạn. Thì các bạn sẽ phải bị đánh trước rồi các bạn mới đánh người ta được. Cái kiểu cái chất ạc nó là như vậy. Thì nếu mà các bạn bùi full sát thương á, thì mình cảm giác nó không có ok cho lắm. Thì mình vẫn hướng các bạn về cái hướng semi tăng hơn. Nó sẽ có thêm một chút chống chịu ngoài ba cái món mà mình mang trên người như mình đã nói từ đầu nè các bạn. Mình sẽ không nói về những cái ạc nào mà chơi full binh dự nha. Ở đây là mình chỉ là chia sẻ với những bạn mới chơi thôi. Ngoài ba cái món này nè, ngoài cái bộ ba quốc dân này nè, thì á cái semi tăng á, các bạn nên thêm ít nhất một món tăng hiệu quả nữa mà các bạn có. Mình ví dụ luôn là ví dụ như nếu mà bui cái set mà qua semi tăng á, thì các bạn nên bỏ bớt một cái món tấn công ở trong này ra. Ví dụ mình bỏ cái nón này đi, mình thay bằng cái khiên chống nổ, là cái món phòng thủ hiệu quả nhất mà mình có trong cái set đồ của mình đó. Như mình ví dụ ở trường hợp này là cái khiên chống nổ, còn các bạn không có thì các bạn có thể thay một cái món khác thì nó sẽ ok hơn, kể cả khi các bạn gặp những cái phái khác hoặc là gặp cùng phái đó. Nên là semi tăng nó vẫn sẽ ổn hơn. Cái khúc này là mình sẽ hơi bị cấn là chỗ là nói là nó như vậy, nhưng mà phải tùy vào cái tình hình thực tế mà các bạn đang có nữa. Thí dụ như cách bui này là chủ yếu là để người ta đi cái gì, để người ta đi BBB thôi các bạn, thì đâu biết là các bạn đang nằm ở cái ngưỡng nào ở server các bạn hoặc là ở cái cụm server các bạn đâu. Thí dụ mà các bạn mà VIP rô quá thì không nói làm gì, nghĩa là phải cần biết là cái ngưỡng các bạn ở đâu. Nhưng ít nhất là các bác phải thêm một món phòng ngự nữa vào cái vòng xoay thì nó sẽ ok hơn. Một món hoặc là hai món, ít nhất là một món hoặc là hai món, bởi vì nó còn phải tùy vào cái ngưỡng ạc của các bạn đang nằm như thế nào ở cái cụm liên server các bạn nữa. Cái đó mới là quan trọng các bạn. Khi mà cái clip này lên á, mình biết là nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề á, mình biết rất là nhiều thiếu sót ở cái clip này, hiểu luôn. Bởi vì ví dụ như là kẻ săn ma đi, đa phần người ta bui kẻ săn ma là nó hướng lên sát thương, nên khi mà chia sẻ về trang bị á, nó cũng không quá nhập nhằng nhiều cái vấn đề. Còn bên người nguyên thủy á, thì kiểu như cái lớp đấu sĩ mà nó có full tăng, nó có semi tăng, rồi nó có full sát thương, và mỗi cái đường đi đó nó lại liên quan đến thẻ. Thí dụ thủ full thủ thì các bạn bui khác, tiềm năng khác, thiên phú nó khác, còn full công thì nó phải thẻ khác, rồi thiên phú nó lại khác nữa. Nên là mình hiểu, mình cũng không thể nào nói trong một clip mà nói đầy đủ luôn các bạn, bởi vì lúc đó nó sẽ bị rất là dài, cái clip rất là dài. Nên mình xin phép các bạn là cái clip này chỉ tóm gọn lại ở trang bị. Và mình biết là có những cái thông tin nó sẽ bị, khi mà bạn coi clip này nó sẽ bị miss,
Nhưng mà mình cũng nói ngay từ đầu rồi, mình cũng chỉ hướng những cái clip này đến những cái bạn mới chơi, để các bạn có thêm những cái chia sẻ từ Thương, để các bạn tiện mà các bạn chọn cho các bạn những cái trang bị phù hợp thôi. Đó là cái giới hạn của cái clip lần này. Nó thật sự là khi mà Thương làm clip này á, nó đến khúc này là Thương cấn dữ lắm, cấn luôn á, nghĩa là sao mình không làm full luôn cho anh em á. Thật sự mà cái clip nó dài quá, làm không nổi các bạn ơi. Cái clip mà các bạn làm, mà các bạn làm clip mà nó tầm 10 phút coi là đã ngán rồi, chứ đừng nói mà clip mười mấy phút. Tại vì mình cũng dựng clip nhiều, mình biết. Nên là đầu tiên là cũng xin lỗi các bạn vì cái sự bất tiện này. Thì hy vọng những cái lần sau mà nó liên quan đến event về thiên sứ đi, về cuộn đi, thì mình sẽ làm rõ hơn cho từng cái. Thì hy vọng là các bạn sẽ hiểu và thông cảm được cho Thương. Cuối cùng thì xin chào tạm biệt, và rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Thương trong những cái clip lần sau nhé.